Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị làm gì đó đặc biệt tồi tệ. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga có thể làm điều gì đó đặc biệt tồi tệ trong tuần tới khi Ukraine kỷ niệm ngày độc lập. Ukraine sẽ kỷ niệm ngày độc lập vào ngày 24 tháng 8, đúng 6 tháng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân xâm lược quốc gia láng giềng. Trong bài phát biểu với quốc dân hôm 20 tháng 8, Tổng thống Zelensky nói rằng ông dự đoán Nga sẽ làm điều gì đó đặc biệt tồi tệ vào đúng ngày độc lập hoặc những ngày xung quanh dịp lễ này của Ukraine. Theo ông Zelensky, một trong những nhiệm vụ chính của kẻ thù là làm bẽ mặt người Ukraine, đánh giá thấp năng lực của Ukraine, gieo rắc nỗi tuyệt vọng và sợ hãi trong người dân. Do đó, ông kêu gọi mọi người không bao giờ được khuất phục trước áp lực của kẻ thù.